phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cái cách tiếp cận của dữ liệu. đây chúng ta nói về cái tính giá trị và tính hiệu lực dữ liệu. về đây chúng ta thể hiện là bốn cái, xin các bạn là năm ý. một là tính thông dụng, hai là cái tiếp cận thống kê và ý kiến chuyên gia, bốn là tiếp cận bằng trực giác và năm là tiếp cận bằng cách đặt câu hỏi.